Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, kiêm trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng. Năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã giải ngân cho hơn 26.000 lượt khách hàng được vay hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với năm 2019, trong đó hơn 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, tạo việc làm mới cho hơn 18.000 lao động, hơn 800 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, cho vay xây dựng hơn 2.700 công trình nước sạch, hơn 2.600 công trình vệ sinh môi trường, gần 250 khách hàng vay vốn nhà ở xã hội, 343 cán bộ công chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn. Tính đến cuối năm 2020, toàn thành phố có hơn 70.000 khách hàng còn dư nợ với tổng dư nợ đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng 19,33% so với năm 2019. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố, xây dựng thành phố bốn an, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ năm 2021 đạt từ 10% trở lên so với năm 2020, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,10%, tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu không quá 0,10% trở xuống, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 100% kế hoạch giao. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.